ảnh hưởng của cơn bão số 11 ngày hôm nay, nhiều vùng biển Phú Yên có sóng rất lớn. Tại làng biển Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa đã bị sạt lở nặng do những cơn sóng cao ập vào bờ. Khu vực bến kéo sửa chữa tàu thuyền nằm ở phía nam cửa Đà Diễn đã trở nên tan hoang và chìm dưới những con sóng biển dữ dội. Miếu Âm Hồn, nơi thờ tự và tổ chức các hoạt động tâm linh của người dân nơi đây đang nằm chênh vênh bên mép sóng. Một cửa biển mới cũng đã xuất hiện ở nơi này. Chiều qua là tại đây là cách ra là phải 15 mét. Giờ hiện giờ là sóng ra nó ăn vô là chỉ còn cách miếu có 5 mét à. Nếu mà không can thiệp kịp bữa nay là ngày tối nay là cái miếu sẽ bay mất xuống dưới biển á. Có cái bờ đá để giữ cái miếu lại. Còn lại nếu như cái miếu mất lâu thì bà con cũng không có làm được cái ngờ gì đâu. Sóng lớn cũng đã phá hủy nhiều trại kéo tàu thuyền và cuốn trôi nhiều tài sản vật dụng của ngư dân. Ngay khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các lực lượng huy động 2 xe đào cùng hàng chục xe tải chở đá khối lớn để làm kè chắn sóng tạm thời bảo vệ khu vực này, hạn chế thấp nhất tình trạng sạt lở trong những ngày tới.